Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh của mình. Và hôm nay mình sẽ đi run kim cương bên server châu Á nha. Mình sẽ cầm Burity đây. Và server châu Mỹ hiện tại thì đang ở rank tối cao 4 sao. Rank châu Mỹ rất là khổ nha. Đấy. Chỉ toàn gặp phía thôi. Rồi, mình sẽ đi ăn một con bộ đỏ trước. Thôi nào bạn ơi, đường cả con bùi đỏ của mình chứ. Thôi, anh định ăn combo xanh rồi. Xem nữa là mình đã kẻ được combo đỏ, combo xanh của anh định tiến bán. Hiện tại binh của mình thì nó đang không được ổn lắm nha. Đấy. Thôi, thôi mình sẽ đi về luôn này. Pin của mình là 192 ms. Ô, thôi rồi, pin 200 ms luôn, đỏ quét luôn rồi. Bên như này thì chơi nó rất là khó chịu nha các bạn. Mình sẽ xuống bắt luôn anh được trên bản này. Thôi, mình sẽ đem con bùa đỏ, con bùa đỏ luôn. Ở kia thôi bạn ơi. Đầu game thì Burity phải đi farm đấy, có đồ thì mua nó bắn cho sắc mạng luôn. Bắt luôn Aiden này bạn ơi. Úi giời ơi, Aiden chạy rất là nhanh nha. Và mình sẽ lấy vô cái trụ đường boss luôn. Rồi, và đường giữa mình đã bị Fiorina đẩy mất rồi. Mình sẽ đi bắt luôn. Fiorina vẫn chạy đó bạn ơi, hết đường chạy rồi nha. Ok. Mình bị Monica kẻ luôn là mạng của mình rồi. Mình sẽ bắt luôn Civic này. Mình sẽ bắt Aden nữa thật. Aden này, úi giời, bằng chạy đâu. Mình đã có ngay hai bô luôn. Đấy, rất là thơm. Aden chạy cũng sẽ lên bản như mình sẽ bắt luôn Civic này. Thôi, Civic bắn rất là đau. Mình sẽ lấy luôn chỗ thôi.
và team bạn đã mất đi hai chỗ đường trên và đường dưới rồi. Thôi nào, team bạn Hacker và Fiorina đang lấy chỗ đường dưới mình này. Mình sẽ đi về họ bảo thôi. Và đường dưới tiền bạn rất là đông. Và hạ cánh lên độ cho Burity mình sẽ để ở dưới. Và mọi người nhớ theo dõi nhé. Mình sẽ bắt luôn Fiorina này. Ô thôi 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 ô thôi 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 mình đã bị bông hoa của Fiorina bắn cho một hit đi là mã luôn. Và mình sẽ đi lên chuẩn bị bắt luôn Sivit trên bản này. Sivit làm sao bạn chạy được bạn ơi. Ô thôi rồi. Lại bị ở thò kẻ luôn mạnh. Pha đó thì mình đã bị Sivit bắn ngay cái chiêu cuối này. Không là mình có ngay mạng của Sivit trên bản rồi. Mình sẽ bắt Aiden luôn. Ôi thôi, Aiden chạy rất là nhanh. Ôi kìa, thanh niên thọ Harris băng luôn cả chủ. Thôi, thì về thôi bạn ơi. Mình sẽ bắt luôn Sivit này. Sivit sẽ lên mạng với mình nè. Lại. Và mua tới giữa game thì nó có 3 đồ rồi, bạn có ở đâu nha. Anh định là đang ăn rau này. Ăn rau thôi bạn ơi. Làm sao mà Aiden mà kẻ được rồng nữa. Đấy, mình đã kẻ rồng thành công luôn. Bắt luôn thỏ này bạn ơi. Thôi, đi về thôi bạn ơi. Có cả Aiden này. Trận này rất là căng nha. Đây. Mình sẽ bắt Aiden luôn. Aiden băng luôn cả chỗ này. Ui giời, Aiden làm sao mà chạy bạn ơi. Bắt luôn thỏ này, bắt thỏ trước này bạn ơi. Mình sẽ bắt Aiden này. Ui giời, Aiden đã thật đường chạy rồi bạn ơi. Thôi mình sẽ bắt. Aiden chạy rất là nhanh. Thôi, mình sẽ bắn hacker luôn này. Đấy, ui giời ơi, bắn hacker rất là đau nha. Hacker hết đường chạy luôn, bắt đồ Sivit này. Mình sẽ bắt một Fiorina. Làm sao mà chạy được bạn ơi.
tầm lớp game thì bù bóng cho sắp mắc luôn, mắc luôn Iden luôn. Ui giời ơi, một đi kè cho là bán luôn. Thôi đi anh cứ tạm thời bạn ơi. Đấy, 2k4 luôn, đấy, chi mạng ngươi ở đâu nha, 2k5. Ui, đấy, 3k7 rồi, đấy, chi mạng ngươi là phê nha. Đoạn rất là nhiều. Bắt luôn xe buýt này. Và mình sẽ lấy luôn chỗ đường giữa thôi. Ơ, thanh niên à, anh đơn là bay vào là mình sẽ bắn cho hai hit lên bắn luôn. Mình sẽ bắn một hacker này. Ui giời ơi, hãy hacker bắn cho ba bốn hit rác mông luôn. Bắt luôn thỏ này bạn ơi, có thịt thỏ là bắn luôn. Ui giời ơi, thỏ thỏ vẫn chạy được này. Đây đây đây, thanh niên Aden đã mua sẵn của mình này, mình sẽ bắn luôn. Aden là chạy không thoát đâu nha. Bắt luôn bố này, Swift này. Civic tầm cho 2-3 hit là nát mông luôn. Bắt luôn thỏ luôn bạn ơi, có thỏ là ăn luôn. Hacker luôn này. Đấy, chi mạng thì 2k9 luôn. Đấy, chi mạng của Bully của Bully tì bắn rất là đầu. Mình sẽ cướp luôn màu xanh của tên bạn này. Ui giời ơi. Và mình sẽ lấy luôn cái chủ lấy luôn chủ của tên bạn nào. Thỏ làm sao mà ôm chỗ được. Món cuối thì mình sẽ lên thần kiếm nè, đấy chia mẹ tới 100% luôn. Đấy, bùi tì thì bắn rất là đau. Mình sẽ xuống gánh luôn hết cơ này. Hết cơ sao bạn chạy được bạn ơi. Thôi pin của mình là 216 ms rồi, pin rất là đỏ nha. Đấy, mình bắn cái chuỗi tới 3k8 luôn đấy. Và mình đã full đồ rồi. Ô thôi 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 thôi.
Mình sẽ bắn luôn hết cơ này. Ui giời, hết cơ bắn hai phát là ngủm luôn. Bắn luôn thỏ này. Thôi, thằng này anh định định đẩy chỗ lẻ à. Không có đâu bạn ơi. Mình sẽ bắt luôn Aiden này. Aiden bạn hết đường chạy rồi nha. Đấy, bản lĩnh thôi là tới 4k7 chí mạng rồi. Đấy. Mình sẽ bắt luôn cái Sivir này. Sivir là hai phát lên bản luôn. Boruto bây giờ là xạ thủ, là kim sát thủ luôn rồi. Và mình sẽ win game luôn này. Và video mình sẽ kết thúc ở đây nha mọi người. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Và đừng quên bấm vào cái chuông thông báo để có video mới nhất. Bye bye mọi người. Get away.